Chào cả nhà đã trở lại với kênh Khói Bếp Miền Quê. Hôm nay thì mình sẽ làm khô gà chanh xả nha cả nhà. Chào cả nhà luôn nha. Rồi, làm khô gà lá chanh thì hôm nay mình có làm hai con gà nha cả nhà. Ông xã mình thì đang nhúm lửa để cho mình hấp gà cả nhà ơi. Ở đây thì mình có hai con gà nè. Gà này thì mình bằng còn nguyên, để nguyên con. Còn con này thì mình làm mà mình đã ăn trước rồi, mình lấy hai cái ức lại nha. Rồi mình để đây đi, trước tiên giờ mình đi sơ chế cái phần để gia vị đó mà mình ướp gà, mình hấp gà. Đây mình có gừng nè, với xạ, mình có gừng nè, ớt, củ hành, củ tỏi, và ít xả với lá chanh nha. Khô gà lá chanh thì có lá chanh. Khô gà lá chanh không có lá gì, có lá khác chứ, được không? Khô lá chanh không có. Bây giờ chanh. Mình sắc gừng ra. Gừng này mình sắc lát để mà mình hấp gà cho nó thơm. Món này hồi Tết mà làm nhậu ngon rồi. Tết em làm không kịp anh ơi, lu bu công chuyện quá. Tết có người đông người nhậu. Nay làm món này chắc nhậu rồi. Sắc lát ra luôn. Dạ nhậu rồi đó. Còn qua đám rồi còn mấy cái lon bia kìa. Còn ít. Rồi xả này mình cũng đập dập cắt khúc nha, để mình hấp gà cho nó thơm. Rồi, để qua đây đi. Để làm khô gà thì mình chọn gà dai ha. Gà này thì cái thịt ức nó nhiều. Đó, nó rất là ngon luôn. Mình lấy cái phần ức thôi. Cái cánh với cái đùi nó ít có thịt. Vì cái ức thì cái sớ thịt nó dài. Nó dễ xé. Cái này mình lấy cái cánh nó ra để mình lấy cái ức nha. Mấy cái là anh nói sao, mấy cái là không được á, tao nói thì tao luộc luôn, hỏi tao khỏi luộc. Gà này thì thịt ức nó nhiều lắm nè, nó dày lắm. Mình lấy cái ức nha, mình bỏ cái xương. Ức gà này thì mình làm khô mình sẽ bỏ da ha. Bỏ da bỏ mỡ luôn. La, sủa gì con? Nhà bên nhà người ta mà sủa gì, nghe không? Sầm quá nè, nghe chưa? Ký ngoài chứ gì. Sau khi mình lóc da ra thì mình được 1 ký ức gà nha cả nhà. Bây giờ mình đem đi hấp nha. Rồi trước khi hấp thì mình cho 1 ít xả nè, lá chanh, củ hành, mình cho vô 1 ít gừng để cho gà, thịt gà nó thơm. Chờ
cho lên ít lá chanh, lá xả lên trên. Gừng luôn. Rồi, bây giờ mình đem đi hấp nha. Rồi, anh dỡ cái nắp ra giùm em coi. Hấp có khoảng 20 phút nha cả nhà. Cho thịt gà mình vừa chín tới á. Xả này có 3 cọng thì 1 cọng thì mình sắt mình bầm ha, còn 2 cọng mình sắt lát, một hồi mình bỏ vô mình xào với gà. Gà mình hấp nãy giờ cũng lâu lâu đó, rồi mình thử coi được chưa nha. Nó chín chưa nè. Ồ thơm quá thơm. Còn dai quá chắc nó chưa chín quá. Chút xíu nữa đi. Gà nước hết rất nhiều luôn. Cái này mình làm khéo khéo nha. Nước trong tô này nè, hồi nữa mình dùng để mình làm cái nước ướp gà. Chưa chín đâu, chút xíu nữa. Thử cái này cái ha. Rồi, gà mình hấp nãy giờ cũng được 20 phút để chín rồi nè. Đó, giờ mình đem ra để cho nó nguội. Cái kẹp em làm mất tiêu rồi, bây giờ em phải ginh nguyên cái này lên đẳng cái em gấp ra. Wow. Ồ, thơm quá thơm rồi anh ơi. Mình gấp ra để cho nó nguội mình hả xé. Xé gà chấm cái điều gì? Xé gà làm khô gà. Còn hai cái đùi đó em cho anh chấm muối tiêu. Hèn chi anh biết làm sao nó bán khô gà mắc không? Hai con gà 4-5 kg mà có 1 kg lô thịt ức à. Ôi, máy cắt nào tránh người ta. Em đang nói khô gà mà anh nói máy cắt à. Gà này mình để cho nó nguội thiệt nguội mình hả xé ha. Nếu mình xé còn nóng này thịt gà nó sẽ bị bở lắm, nó sớ nó không có dính liền. Rồi thịt gà mình hấp chín mình để nguội rồi nè, bây giờ mình xé ra nha. Mình xé xới xới sợ sợ ra vậy nè. Rồi thịt gà mình xé xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đi làm cái nước sốt để mình làm khô gà nha. Rồi bây giờ mình cho vô đây 3 muỗng nước mắm nha. Theo là bột ngọt. Đây là đường, 100g đường ha, mình dùng cho 1 kg gà. Ở đây thì mình có tiêu nè, ngũ vị hương và bột cà ri, mình cho hết vô luôn. Rồi mình cho vô đây một ít ớt bột Hàn Quốc. Để cho một hồi mình làm cái khô gà nó đẹp hơn á. Rồi mình cho vô đây một ít nước, này là cái nước luộc gà. Nãy mình hấp gà nãy nè, mình cho vô đây một ít nước. Hai giá. Rồi mình làm khô gà thì mình làm bằng bếp ga nha cả nhà, để cho mình dễ canh lửa. Mình làm bếp củi thì mình khó canh lửa lắm. Còn nóng rồi, giờ mình cho hành với tỏi vô mình phi.
cho xả vô luôn. Rồi, tỏi với hành đã thơm rồi nè. Giờ mình cho cái nước sốt này vô. Rồi mình cho vô đây một ít dầu màu điều ha. Ít thôi. Rồi sôi lại, giờ mình cho lá chanh với ớt luôn ha. Rồi giờ mình cho thịt gà vô để mình sốt nha. Mình sốt làm sao cho nó thấm đều thịt gà, cho nó khô cạn nước lại được nha. Sau đó mình sẽ đem đi ra phơi. Ôi, thơm mùi lá chanh với mùi ớt quá chừng luôn à cả nhà ơi. Đảo cho nó thấm nè. Cái này mình xào cho nó rút cạn nước khô lại ha, cho nó gáo lại là được ha. Cái này mình là mình cố gắng mình xào cho nhẹ nhẹ tay để cho thịt gà mình nó còn nguyên, nó không bị bể ha, không bị nát ra. Mình chở nhẹ nhẹ thôi cho nó thấm gia vị. Cái lúc cuối này nè, nó gần gáo nước rồi, thì mình tốt lửa nhỏ lại để không thôi nó bị khét. Thơm quá cả nhà ơi. Rồi, cái thịt gà mình đã xoát, mình làm cho nó khô cạn nước gì nè. Được rồi ha, giờ mình cho ra cái mâm để mình đem phơi ha. Banh cho nó mỏng mỏng, phơi cho nó nhanh khô. Rồi mình banh ra gì được rồi nè, bây giờ mình đem đi phơi nha. Ở đây có nắng nè, mình đem lên mình phơi ở đây đi. Cái này mình phơi cỡ khoảng 4-5 tiếng ha, cho nó khô, nó gáo cái cứng cái khô gà lại thì ăn nó mới ngon. Khô gà mình phơi như vậy được rồi nè. Giờ mình đem vô ha, mình để ra chờ ông xã mình tối đi bằng về với con mình về cùng ăn cho vui nha. Anh ơi, đi ra đây anh thử khô gà của em nè, anh coi anh nhậu được chưa? Khô gà này chắc nhậu được à, không ngon người ta. Hồi nào làm hồi nào tới giờ có rồi. Làm hồi sáng. Anh ăn thử đây, được không? No. Mm-hmm.
Mời cả nhà cùng ăn khô gà với hai chồng mình nha. Ngon quá cả nhà. Chào cả nhà nha. Ngon quá. Khô gà nè. Nè ăn quên mời. Ăn khô gà gì là bán lỗ đó. Sao lỗ anh? Ta xé xé nhỏ nhỏ không? Trời này cân ký mà. Cân ký đi. Bự thì mình ăn miếng, nhỏ mình ăn nhiều miếng. Anh thấy cái vô vô, vô bọc quá. Con gà quá lỗ vô bọc quá. Cái này làm cho phơi cũng hơi ướt gì nè. Vừa vừa gì thì ăn được nha, nó mềm, dễ ăn. Còn khô quá thì nó cứng khó ăn. Cái gì cũng được hả anh? Ăn rồi không được gì. Rồi. Mặn mặn ngọt ngọt. Nè La. Ăn không La? La La. Con. Kìa kìa xuống dưới kìa. Nó. Ôi. Ngon không? Có mấy con gom. Ngon quá. Cái này cái Tết nên mình làm có để mình có khách á. Nhậu khỏi làm mồi. Khô Tết à? Khô Tết. Làm chút Tết nữa. Ừ. Rồi cả nhà ơi, món khô gà của mình đã làm và hai chồng mình cũng ăn, mời cả nhà cùng thưởng thức xong rồi ha. Và cảm ơn cả nhà đã vào xem clip của mình nha. Cả nhà xem xong thì hãy cho gia đình mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ chia sẻ cho gia đình mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.